đây gãy vai rồi. Gãy vai rồi. Chỗ này gãy vai rồi. Rồi. Ui, gãy này thì cũng không lên được. Gãy này nó cầm xuống gãy ạ. Gãy nó. Lúc bắt đầu phóng lên là nó đã bị kịch rồi đúng không? Có dấu hiệu. Có thể gãy vai do gió to quá. Gió này sợ không chịu được. Hello anh em nhá. Xin chào anh em. Hôm nay mình tiếp tục quay lại với video clip thả diều cho anh em xem nhá. Thì hôm nay mình đang có mặt tại khu đại đồng ấy. Thì dọc đây thì mình thấy có anh em đang thả diều tương đối nhiều. Sang tận đây này em ơi. Anh. Sang tận đây quay cơ. Vâng, em lượn lờ thôi. Đi mình à? Vâng, em đi mình thôi. Đỗ Hưng Yên. Con này bị lánh rồi sao ấy? Chỉnh gì lánh khỏe hơn. Bị lánh rồi. Lánh rồi, lánh rồi, xuống rồi, lại phải xuống phát lưỡi rồi. Đang đi làm mà chứ. Đây là nhìn thấy mấy anh em ở chỗ này thả nên là dáng phải không? Thế em chạy ra đây quay tí. Cái này mà gắn lên quay được không? Được. Bác đi chụp. Zoom được không? Cái này của em thì nó không như cái của bác, nó không zoom được. Nếu mà zoom là lúc mình chưa quay thì mình có thể zoom được. Đấy, ra vòng. Con này mấy mét anh? 4m2. Toàn 4m trên, có một con kia, con kia 4m rưỡi. Toàn 4. Con này là miên mà. Hôm nay thả toàn vẻ, con này 4m8. Anh em chỗ này có cái bãi chỗ này thả đẹp đấy. Đây qua chỗ anh trai này để xem con diều này. Anh. Con này của anh mấy mét đấy ạ? 2 mét. Nhà lên được tí này lại cho xuống luôn anh. Đang lỗi. Ây giời, con đại trà kêu ấy rồi. Bạn thả đại trà này nó ngu ngoắng lắm. Con này ấy rồi. Dạ. Vâng. Đỉnh đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bên sang bên nhà Hùng Suốt hả? Vâng. Vùng lại thì bên đó. Ấy. Tụt dây rồi. Đứt à? Đứt dây rồi, đứt dây rồi. Đi sang bên này gọi là ấy, nhưng mà gặp anh em là cũng biết. Nên là giờ đang quay ở đây cho anh em xem, chắc là cũng chỉ tranh thủ được tí thôi. Để hôm nay đang đi làm dở, đang dở cái đơn hàng của khách ấy, nhưng mà bây giờ mình gọi vào đây quay đã nhá. Đúng thương thì ông lên một kéo đi còn gì nữa. Thôi con này cho xuống để chỉnh lại thôi, thả cho nó ngon. Ông chỉnh cái gì ông cũng biết chỉnh à? Mày gáy ít đâu thì trong cái nhiều. Con chỉnh được gáy 3 lần xuống này. Chắc là lèo. Chắc là lèo thôi chứ không mà phải đâu. Con này một loại ồn rồi sao đây? Còn cái bác đại trà này thì cọc sáo là hơi ấy rồi, lỏng rồi. Con này bị vai chân mình yếu. Nhìn cọc sáo lủng la lủng lẳng. Chú chỉnh nhầm lẹ dây rồi. Chú mở qua bên nào? Chú kéo bên dây bên nào? Bên phải này, thì hút bên phải này. Hay là lại có cả công cụ hỗ trợ để thả. Anh biết xuống anh chỉ cho ông cái. Công cụ hỗ trợ. Thôi xuống thôi, cho xuống không để chỉnh lại. Con này hôm nay. Ui giời. Nặng lắm, gió này thì 42 mà gió này thì kéo xuống là hơi vất vả. Vít nó bói cho em dòng dọc mà vít xuống nó ấy hơn. Anh kéo anh chỉnh cho ông cái. Cái công cụ hỗ trợ này cho nó dễ tiện nhỉ, có cái này được hết. Mấy con kia là chắc là mấy anh em chốt ở chỗ khác rồi đúng không? Mấy con trên nhỏ nhỏ ấy kìa. Rồi gọi là tình cờ, đi hôm trước em đi cũng gọi là lượn lờ đi làm ấy, nhưng mà cứ thấy bãi nào mà có anh em thả là bắt đầu lại. Không được quay bên bãi. Đúng rồi, em quay bên bãi Vinh Tuy.
Hôm hôm bọn anh bên đấy mà. Hả? À thế hôm anh thả chỗ nào? Bọn anh sẽ bên đấy mà. À. Em quay. À à. Cái lặng luôn. Chụp vào không? Đừng có cắm. Cắm chắc chắn là cắm. Còn chỗ này bãi cỏ nó cũng không ấy nặng. À chỗ này lại còn, chỗ này lại còn không có đường đi cơ. Đi đâu đây? Lội qua đây à? Lội ở đây thì lội. Đã kinh nhở. Chỗ này mấy anh em lại phải lội qua đây đi. Ô, chịu, mình đứng bên này thôi. Con này là cọc sáo lủng lẳng quá. Nó bị yếu phần chân này. Thả này nó gọi là thả nó đảo đảo cho nó vui mắt thôi, chứ còn nó lên lần lâu không lên được. Là sợ gãy không trên. Gãy không trên. Ồ, cái bãi này rộng nhưng mà muốn đội nước nhỉ. Đi đi đi. Đem về rồi à? Chỉnh đi em cho lên chứ ngại gì đâu. Ở đây gãy vai rồi. Gãy vai rồi. Chỗ này gãy vai rồi. Ui. Gãy này thì cũng không lên được. Gãy này nó còng xuống gãy à? Không phải à. Lúc phát đầu phóng lên là nó đã bị kịch rồi đúng không? Có dấu hiệu. Có thể gãy vai, gió to quá. Gió này sợ không chịu được. Vai yếu là gãy ngay. Con này bao nhiêu mét em? Con này 2 mét rưỡi ạ. Rưỡi. 2 mét rưỡi, bắt này em sợ nhỏ. Thay lại cái lan trên này tí. Cái lan này, à đây là khâu rồi rồi. Dán. Cái này đang gán mà. Dán à? Vâng, dỡ ra được. Ừ, dỡ ra là thay lại cái lan này. Dán có gì đâu, nhưng mà mỗi tội thả đại trà là nó hơi khó chơi. Nó như các loại diều khác. Vâng. Chơi hơi khó chơi. Nhiều người rất thích chơi đại trà. Rất thích chơi đại trà vì nó ngung hoa ngung ngoáng, nhìn trông nó vui mắt. Cọc sáo hả anh? Đấy, có cả cổng đôi của các bác à. Chú biết là chú cắm lưng chừng đúng không? Cổng này là... Vẹo bên này, vẹo bên kia. Sự rồi. Cổng này như là... Anh em nhìn chưa? Nắp quả hơn 4 mét đấy, 4 mét 2 đấy. Qua chỗ này phải chơi ủng. Đấy, con kia chắc lại cho lên lần nữa rồi. Gió này, con này nó hơi căng. Đây thì thấy mấy anh em thả là đa số toàn diều diều tre, không có carbon mấy. Đây có loại diều nhỏ nhỏ là bên này thả bên này, còn diều to thì ưu tiên cho anh em thả bên góc bên này, nó rộng hơn, bãi nó rất là rộng. Đây các bạn nhìn này, trong bãi này cực kỳ rộng luôn này. Đây là khu mình xem trên định vị thì khu này gọi là khu Đại Đồng các bạn ạ. Đúng rồi, Đại Đồng. Đang giao dở đơn hàng. Đấy anh em chơi chỗ này vui quá nên là ra đây chơi tí. Đây, anh em có thể thấy này. Đấy. Chỗ này đang 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. 5 con chỗ này một loạt các cái loại diều diều vải. Xong này là mình phải đi các bạn, chỗ này mát thế nhở, rất mát. Đấy, các bạn nhìn nữa. Ở dưới kia còn mấy con bên dưới kia đang vít vào mấy cái cọc đây rồi, mỗi con một cọc, chả con nào lệch được. Diều cá mập. Ok, giờ thôi đi dạo vòng ra đầu kia một tí nữa, xong rồi lượn. Con diều 4 mét rưỡi hay 4 mét 9 ấy, anh bảo là 4 mét rưỡi thôi nhưng mà thấy anh bảo là 4 mét 8 hay 4 mét 9 ấy. Ba người kéo rồi. Đây, chỗ này hình như có cọc này anh này. Đây, cọc cắm này này. Đây, chốt ở đây. Cắt tay nhé. Em bỏ guồng lấy mà nó thả nhanh không kịp, nó vượt ra chân rồi thì cũng mệt phết đấy. Quay đi quay lại cái chân chùi của bạn. Nó cho bắt chùi rồi.
Rồi, ok. Các chị hôm nay hái nước thế. Đi diều kéo chứ con chó là gì dọn kìa. Ôi, em đang ngồi, em chủ quan nhé. Giờ có lẽ chắc mình là phải tiếp tục đi làm thôi. Tại vì qua đây thì đang dở một đơn hàng để giao cho khách ấy. Nên là bây giờ phải giao lốt cho khách đã xong rồi có thể tí nữa sẽ phải quay lại đây sau vậy. Ok nhá. Thôi đi thôi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhá. Bye bye.